bọc khói. Em quá ha, em chuyên gia bán nồi dây dùng nồi điện Nhật. Hôm nay em xin phép giới thiệu con em Tiger ZB-AB, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Con này thiếu dây nguồn, em đã chế dây nguồn nồi cơm bự vô ha. Đẹp, nguyên zin hết, chỉ có chế dây nguồn thôi. Xin chào cả nhà, em quá Cần Thơ ha, chuyên gia bán nồi dây dùng nồi điện Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Một con em Tiger ngoại hình đẹp ha. Quý khách ơi, con này lưu ý giùm em, con này là mâm nhiệt nha, không phải IH nha. Đẹp, nguyên zin, trắng. Đó, em làm cuộn này rất là đẹp luôn, không có đứt nổi nữa đâu. Con này thì nhẹ điện lắm nha, điện 100V 625W thôi ha, 2001 lít nè, 2010 hình như quên nè. Ở đâu trời em quên, à nó nằm dưới đất á. Đó. Đẹp, nấu ngon, cơm bình thường nha quý khách cô chú anh chị em ơi. Đây con chỉ đồ ok hết, đẹp ha. Đó. Con này là 1 lít ha. Điện 100V. Quai sắt đầy đủ, có trên đây là nó do ma sát cọ nó chạy chỗ này thôi ha. Với cái vụ dây nguồn nên em bán giá 400.000 chưa bao gồm phí ship. Nó giống như nồi Tiger quy định trong này là nồi nấu nè, giờ em tắt nè. Thấy không? Quý khách ghim điện nó có hình mũi tên nó chớp chớp chỗ này là quý khách cứ bấm chỗ này là nấu. Ha. Đó. Không thích nấu cái này, không nấu nữa, tối không nấu nữa mình bấm này mình tắt. Còn đang nấu nó chế độ chín cơm nó tự chuyển qua chế độ đèn cam ha. Đây nè, đó, quý khách khỏi cần phải chỉnh. Còn quý khách dịch thì nấu nhanh, nấu gạo mềm, gạo lứt, gạo sushi, gạo gaba vậy nè thì bấm nút này. Đó. Đó, muốn nấu kiểu nào thì nấu ha. Nhưng mà em khuyên á, mặc định là nhà làm, mặc định là chỗ này, gạo trắng là của nhà sản xuất yêu cầu mình chỗ này đi, mình bấm chỗ này mình nấu thôi. Đó, đơn giản, nhanh, mau, lẹ. Nút này nấu, nút này tắt, cho hình mũi tên ngay chỗ này là chuẩn nhất. Rồi, còn nó nấu chín cơm nó chuyển qua đèn cam, mình không cần phải hâm gì hết vậy nữa. Độ bền cao, đẹp, zin, nấu ngon cơm luôn. Giá 400.000 chưa bao gồm phí ship. Rồi ok nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua, dùng, xài, biếu, tặng liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Tiger